Anh Túc TV chuyên Clam Air Rock Multi miễn phí hàng đầu tại Việt Nam. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những dự án mới nhất Túc thường xuyên chia sẻ. Đến cái dự án ngày nay thì bỏ qua những cái dự án cũng như cái kèo Air Rock Clam thì cũng còn khoảng đâu đó khoảng tầm mấy tiếng nữa thôi. Thì bước sang năm mới thì Túc xin chúc tất cả anh em trên kênh ấy, có một cái năm mới gọi là nhiều sức khỏe cũng như là tiền vào bạc tể cũng phát tài, chơi của kèo nào là uy tín của kèo đấy, không gọi là xịt hay là như thế nào đấy. Thì nói qua chi tiết về những trong vòng năm cũ ấy thì nói chung là của kèo về thì cũng có nhiều nhưng mà nói chung là cũng kiếm được cũng khá đấy, nhưng mà không biết anh em nào mà kiếm được nhiều không thì có thể comment bên dưới để cho mình được biết, đúng không ạ? Thì mình cũng đang làm nghe ven thôi nhưng mà vì căn bản là đang bị viêm bằng túi nên là cũng không thể làm event anh em được, bây giờ nên là mình thì ra một cái video để là chúc anh em gọi là cũng như là cô chú hay là anh chị có một cái năm mới gọi là an khang thịnh vượng thôi. Còn sang năm mới thì cũng có rất nhiều quả kèo những tiềm năng chạy trên nền tảng RC10SH đấy, nhưng mà mình cũng đang đi sâu về nền tảng chơi quá nên là cũng không để ý những quả kèo ai bóc phí nên là mình sẽ ra thường xuyên hơn. Đấy, anh em nào mà chưa biết tới thì mình có thể chia sẻ rộng rãi cho anh em biết tới những quả kèo uy tín được chưa? Thì hiện tại thì trong vòng tháng 4 này thì cũng mình nhớ đâu đó hơi tầm 4 đến 5 sau quả kèo ấy thì nó cũng về rồi, nhưng mà hiện tại tháng 4 nó cho anh em gọi là thanh khoản số up ấy. Thì anh em nhớ đến tháng 4 để xem nó như thế nào anh em nhé. Còn video này thì mình thì ra để đấy, chúc anh em cũng như là các cô chú các anh các chị đấy, có một cái năm mới tràn đầy sức khỏe này, tiền thì vào bạc tế nhưng mà không hề phát tài đấy. Sang năm mới là cũng có mong làm cho cái iDrop này nó uy tín một chút như năm vừa rồi đấy. Cái năm vừa rồi đấy nó iDrop cũng hay năm quả kèo xịn lắm, về cũng về cũng tầm 50-50 đấy, và mà anh em nào mà theo nền tảng chơi thì có thể comment bên dưới để mình hướng dẫn nhau. Về các bạn là dạo này mình đang đi và nền tảng chơi nhiều quá, chơi thì bỏ anh em phải bỏ chút ít vốn nào, nên mình không thích anh em bỏ vốn nào, nhưng mà anh em nào cũng thích ý, muốn đầu tư ý, thì có thể là comment mình bên dưới hoặc gửi mail cho mình để mình hỗ trợ nhá. Còn iDrop của kênh mình chuyên miễn phí thôi chứ không bất cứ khoản tiền chi phí nào, ok chưa? Đấy, thì đầu xuân năm mới thì chúc toàn thể các kênh, toàn thể anh em trong kênh của mình ấy có một năm mới một lần nữa thì xin chúc mừng tất cả anh mọi người vậy, năm sang năm mới gọi là cách tràn đầy sức khỏe của giáo vậy. Thì cũng đấy cũng gần bây giờ mình cũng bận nhiều công việc ấy nên là iDrop thì hôm nay cũng có mấy cuộc kèo đang nhưng mà bận rất là bận luôn đấy. Anh em nào mà đấy video này thì thế thôi, thì chúc mừng anh em vậy thôi. Còn ai mà yêu quý mình thì có thể là cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video những giá mới nhất mình thường xuyên chia sẻ trên năm mới này nhá. Năm mới này dự tính là có những cơ quả kèo này cực kỳ uy tín đấy, nó ngang ngửa với như kiểu là Binance hay là Bitcoin hay là BTC chẳng hạn, được chưa? Rồi kết thúc video, chào mọi người nhé, hẹn mọi người video tiếp theo, bye bye.